Trần Nhật Phong trở lại cùng tất cả khán giả ở khắp nơi trong chương trình tin Hoa Kỳ, tin quốc tế và tin Việt Nam ngày hôm nay. Trước hết cảm ơn tất cả bạn bè khán giả ở khắp nơi đã chọn channel của Phong để theo dõi các bản tin hàng ngày, các bài nói chuyện, phân tích, đối chiếu, so sánh trên tinh thần chủ quan của Phong cũng như là phần thảo luận của tất cả chúng ta sau mỗi một bản tin. Cảm ơn mọi người rất là nhiều và nhanh chóng đi vào phần tin tức ngày hôm nay đầu tiên hết là phần tin quốc tế cảnh sát pakistan đã bắt giữ một ký giả với những lý do rất mù mờ tin từ islamabad cho biết một cảnh sát tại đây đã bắt giữ một ký giả độc lập của người pakistan thường xuyên có những lời chỉ trích với chính quyền và bắt giữ ông ngay tại nhà với những lý do rất mù mờ theo tường trình của giới truyền thông địa phương cho biết người này có tên là Moosin Bad là tổng biên tập của một tờ báo online đã bị bắt chỉ vài ngày trước khi đó ông đã lên truyền hình và chỉ trích thủ tướng của Pakistan là Imran Khan khi mà cho thấy rằng ông này có những chính sách được xem là khá thân cận với Trung Quốc. Ông Khan là một trong những người được xem là người đứng đầu của chính quyền Pakistan hiện nay và là một trong những cái nội các có cái khuynh hướng thân Trung Quốc và ký giả này đã lên tiếng chỉ trích mạnh mẽ cái việc mà à, có thái độ thân Trung Quốc và có những cái chính sách được xem là thiên về phía Trung Quốc trong việc mà quân bình cái cán cân quân sự và kinh tế ở khu vực Trung Á và Nam Á. À, gia đình của ông cho biết rằng là cảnh sát đã đo đột kích vào nhà của ông và trong đó ngay tại thủ đô Islamabad và trong bắt giữ ông cũng như không cho biết một lý do bắt giữ vị chí giả và tổng biên tập này. Ông Bab đã bị bắt giữ giữa lúc mà đang chỉ trích mạnh mẽ ông à, Thủ tướng của Pakistan và các nhân chứng cho biết cảnh sát vẫn còn à, vây quanh xung à, khu nhà của ông và không cho biết thêm chi tiết và phía chính quyền của Pakistan vẫn chưa lên tiếng cho biết về vụ bắt giữ này. Đó là bản tin đầu tiên liên quan tới tình hình của quốc tế. Và cũng liên quan tới tình hình của quốc tế, một tổ chức bất vụ lợi tại Hòa Lan đang tìm kiếm buộc các công ty gồm có Google và Apple phải bồi thường thiệt hại cho các giới tiêu thụ khi phải chi trả những lệ phí trên các 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 trang app của những công ty này. Tin từ Amsterdam cho biết công ty Google và công ty Apple đang đối diện với những cái đơn kiện có thể sẽ diễn ra tại Hòa Lan sau khi mà họ có những cái lệ phí à, nhắm vào những khách hàng của họ ở trên các trang app. Một tổ chức đặc trách về vấn đề bảo vệ quyền lợi của người tiêu thụ, à, người đứng đầu của tổ chức này có tên là Alexander Nopping đã bắt đầu à, để đơn kiện trong cái đơn chuyện này trong đó thì sẽ có đại diện cho hàng hàng ngàn người về sử dụng các cái trang app của Google và Apple trong đó chỉ trích rằng các công ty này đã sử dụng những trang app của họ và tính lệ phí không cần thiết đối với những giới tiêu thụ mà phía Hòa Lan cho rằng đã gia tăng rất nhiều những cái việc mà gọi là có những cái tình trạng loại trừ các đối thủ tranh cạnh tranh ra uh, Clubbing được xem là nhà sáng lập của tổ chức có tên là Brando một tổ chức chuyên môn sử dụng và tìm kiếm tất cả những cái sự gọi là bất, bất công trong cái vấn đề tiêu thụ và ông đã cho biết rằng là ông đã thấy rõ cái tình trạng mà các công ty big tech của hoa kỳ đang có tính lệ phí đối với lại những người giới tiêu thụ mà trong đó là khiến cho giới tiêu thụ chi trả nhiều hơn trong tất cả những trang app trên trang apple store hay là trên Google Play cũng đã bị uh, tính lệ phí khá nhiều. Đây được xem là một trong những đơn kiện mới nhất của các công ty của các tổ chức tại Âu Châu nhắm vào các công ty của Hoa Kỳ, đặc biệt là những công ty Big Tech của Hoa Kỳ đó là bản tin liên quan tới thời sự quốc tế cũng liên quan tới thời sự quốc tế ngày hôm nay Ngoại trưởng Hoa Kỳ ông Anthony Blinken tuyên bố rằng không có bằng chứng nào cho thấy là Nga rút quân ra khỏi và uh, uh, cái khu vực biên giới của Ukraine. Ngoại trưởng Hoa Kỳ là ông Anthony Blinken trong ngày thứ tư cho biết là không có bằng chứng nào cho thấy Nga đã rút quân ra khỏi biên giới của Ukraine, bất kể là Nga đã tuyên bố như vậy. Trong bản báo cáo vào ngày thứ tư thì hãng thông tấn Eartak cho biết rằng là Nga đã rút một số quân xung quanh biên giới của Ukraine sau khi mà hoàn tất các cuộc tập trận tại đây và quay trở về căn cứ của họ sau 3 đến 4 tuần lễ đã tập trận tại khu vực này. Tuy nhiên trong chương trình Good Morning America của đài ABC thì ông Blinken nói rằng không có bằng chứng nào mà ông ta nhìn thấy là có và vẻ như là nga rút quân đáng tiếc là những khác biệt của nga đã à, cho thấy rằng là không giống những gì họ nói những gì chúng ta nhìn thấy mà họ nói là rút quân nhưng mà chúng ta vẫn chưa thấy sự rút quân này và không có bằng chứng nào cho thấy là có sự rút quân này ngược lại à, báo cáo của phía ngũ giác đài cho biết là họ tăng cường cái mạng lưới quân sự tại biên giới của ukraine nhiều hơn ông anthony blinken à, tin rằng là hoa kỳ vẫn à, Uh, có cái uh, thái độ vẫn tin là phía Nga sẽ xâm lấn Ukraine trong bất cứ giờ phút nào. Và trong cuộc phát biểu ngày hôm qua thứ ba thì ông Joe Biden đã lên tiếng và nâng con số binh sĩ Nga trú đóng tại Ukraine ở biên giới của Ukraine lên tới 150.000 binh sĩ. Chúng tôi thấy được những gì mà họ làm là có thể xâm lấn Ukraine bất cứ giờ phút nào và ông tổng thống Putin đã đủ đầy đủ khả năng để có những cái hành động này và ông ta có thể sẽ nhấn cò và ông ta có thể làm chuyện đó vào ngày hôm nay và ông ta có thể làm chuyện đó vào ngày mai và ông ta cũng có thể làm chuyện đó vào tuần tới à, lực lượng của ông ta đã sẵn sàng để mà chống lại Ukraine đây là lời phát biểu của ông Ngoại trưởng Hoa Kỳ Anthony Blinken ngay sau khi Nga tuyên bố rằng là họ rút một số quân của họ ra khỏi khu vực của biên giới Ukraine đó là phần tin quốc tế ngày hôm nay và liên quan tới phần tin Hoa Kỳ, một trong những giám đốc cao cấp của đài truyền hình CNN là Alison Golos đã chính thức từ chức sau khi mà mối quan hệ của bà này với nhân vật cơ đã được công bố trong cuộc điều tra của ông Cuomo, Chris Cuomo. Ngay sau khi mối quan hệ của tổng giám đốc điều hành của công ty, của công ty CNN là Jeff Zucker cùng với Allison Goles đã khiến cho bà này phải từ chức giám đốc điều hành và trong vai trò phó chủ tịch và lãnh đạo của cái mà cái ngành thị trường của CNN trong bản tin được đưa ra và tweet bởi CNN cho biết thì Brian Stelter đã chia sẻ cái bản ghi nhớ vào ngày thứ ba sau khi mà cái À, có cái bản ghi nhớ được viết ra bởi tổng giám đốc tạm thời của Warner Media tức là công ty đã mua lại cái um, đài truyền hình CNN là Jason Killer à, vào ngày hôm nay sớm ngày hôm nay thì Alison Golos đã nộp đơn từ chức ở CNN tiếp theo sau phần kết luận cuộc điều tra của công ty về những liên hệ với lại Chris Cuomo và cựu thống đốc của tiểu bang New York là ông Andrew Cuomo. Kila là đã viết như trên. À CNN đã có một cuộc điều tra nhà vào tháng 9 sau khi mà ông Chris Cuomo từ chức hồi tháng 8 bởi vì đã có những hành động hỗ trợ cho anh của ông ta trong cuộc điều tra về tấn công tình dục. Ông ta đã chỉ ra cho thấy là có 40 cá nhân và 100.000 cái thép trong các cái email, trong đó là điều tra bởi một cái công ty thứ ba à, bởi à, cái à, cựu à, chánh án của liên bang. Cuộc điều tra này cho thấy sự vi phạm chính sách của công ty, bao gồm luôn cả cái mức tiêu chuẩn của công ty CNN bởi Jeff Zucker, Alison Gullert và Chris Cuomo. Đó là lời phát biểu của người điều hành của công ty Warner Media. Và Kila nói thêm rằng sẽ cam kết là CNN vẫn tiếp tục duy trì cái tiêu chuẩn cao và tính chất minh bạch của ngành ký giả để tránh tình trạng mất đi khách hàng. CNN đã bị rớt rating kể từ khi họ mở chiến dịch tấn công cựu tổng thống Donald Trump cho tới bây giờ và gần như là cái mức rating của họ khá thấp và vụ tai tiếng này đã khiến cho cái rating và kể cả cổ phiếu của CNN càng rớt thấp hơn. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới Hoa Kỳ ngày hôm nay, ba lần thì đại diện của Tòa Bạch Ốc đã từ chối không dám phát biểu về cuộc điều tra của Durham trong việc mà bà Hillary đã chỉ đạo cho một số người làm gián điệp và cài đặt ở trong cái chiến dịch tranh cử của cựu tổng thống Donald Trump. Phát ngôn viên tòa bạch ốc ngày hôm thứ hai đã tránh né không trả lời liên quan tới cuộc điều tra của một cố vấn đặc biệt là ông John Durham trong việc cáo buộc bà Hillary Clinton trong cái chiến dịch tranh cử năm 2016. Bà ta đã sử dụng cái quỹ ban tranh cử của đảng Dân Chủ ở trên toàn quốc để đặt gián điệp cài đặt vào trong các cái khu vực của Tổng thống Trump bao gồm luôn cả nhà riêng của ông và kể cả ở Tòa Bạch Ốc khi mà ông ta đang là Tổng thống để điều tra về những liên hệ của ông và chính quyền Nga. Một trong những phó... À Phát ngôn viên của tòa bạch ốc là John Pierre Catherine đã ba lần được hỏi bởi đài truyền hình Fox về cái uh, cuộc điều tra này nhưng cả ba lần thì tòa bạch ốc đã ba tránh né và không trả lời và, và đẩy trái banh này qua cho bộ tư pháp uh, liệu tổng thống có là lo ngại về một ứng cử viên tổng thống đã sử dụng cái mạng lưới gián điệp để mà uh, tìm cách tàn phá đối phương trong việc tranh cử tổng thống ở trong cái uh, cuộc bầu cử đó hay không một trong những phóng viên của đài truyền hình Fox đã đặt câu hỏi và trong đó thì uh, john pierre đã tránh né câu trả lời bằng cách rằng tôi không thể trả lời trên cái podium này tôi đề nghị ông nên hỏi bộ tư pháp lần thứ ba đây là ba lần liên tục ký giả này đã đặt câu hỏi liên quan tới bà hillary clinton nhưng mà À, Phát ngôn viên Tòa Bạch Ốc lại tránh né. Trong khi ngược lại thì Joe Biden lại tiếp tục à, công bố một số những cái à, tập tài liệu trong Tòa Bạch Ốc mà dưới thời của Tổng thống Trump cho phía của Quốc hội trong khi ông Trump đã yêu cầu là không nên nhưng họ vẫn làm. Trong khi đó thì à, họ lại tránh né câu hỏi của à, ký giả liên quan tới việc mà Hillary Clinton đã lạm quyền trong cái việc mà tranh cử năm 2016. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới Hoa Kỳ, ngày hôm nay 500 người đã bị bắt giữ tại California trong một cái đường dây buôn người. Gần 500 người đã bị bắt giữ và ít nhất có 80 người nằm trong kỹ nghệ tình dục đã được cứu ra khỏi một cái đường dây buôn người theo tường trình của tòa Los Angeles Times. À, 34 người đã bị, tổ, đã bị nghi là những người điều hành cái đường dây buôn người này đặc biệt là cái kỹ nghệ buôn bán tình dục vốn đã bị bắt giữ. 201 người đã bị bắt giữ vì tình nghi là đã có những cái hành động dùng tiền để trao đổi tình dục theo tường trình của cảnh sát trưởng của quận Los Angeles là Alex Villanueva đã cho biết trong một cái chiến dịch kéo dài cả tuần lễ và trong đó họ gọi cái chiến dịch này là Operation Reclaim and Rebuild. Trong đó ông đã không giải thích số lượng người bị bắt giữ. Và trong 60 gần 60 người bị bắt giữ thì 8 người thuộc dạng minors đã được cứu ra tức là những người có tuổi vị thành niên tức là những phụ nữ bị ép buộc trong kỹ nghệ tình dục đã được cứu ra trên toàn tiểu bang các lực lượng công lực đã cùng tham gia với chúng tôi để gửi một thông điệp rất rõ ràng trong vấn đề mà tình trạng buôn người và kể cả việc mà buôn bán tình dục. Villanueva đã lên tiếng cho biết như trên ít nhất một người đàn ông đã bị bắt giữ và và đã bỏ <laughs> đã bị cáo buộc là đã điều hành cái mạng lưới mãi dâm trên toàn quốc theo tường trình của tàu Los Angeles Sam. Họ tịch thu được ít nhất là hai cây handgun và một cây AE-15, một cây shotgun cùng với lại các cái đạn và áo giáp cũng như là một số những cái tiền mặt. Đây là được xem là một trong những cuộc đột kích và điều tra bắt giữ lớn nhất của cảnh sát Los Angeles sau khi mà họ mở cuộc điều tra kéo dài vài tuần lễ qua mà trong đó có một phụ nữ đã phải làm việc cho trong kỷ nghệ tình dục kéo dài 2 năm và người này lại là một người vị thành niên. Đó là một trong những bản báo cáo mới nhất từ phía Los Angeles cho biết. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay. Và trong cuộc thăm dò mới nhất, nhiều người dân Hoa Kỳ đã không đồng ý cái lượng di dân đã tăng trong giai đoạn mà ông Joe Biden cầm quyền số lượng người dân Hoa Kỳ không đồng ý mức độ di dân đã tăng ở tại Hoa Kỳ trong lúc mà ông Joe Biden lên cầm quyền trong cuộc thăm dò mới nhất. 58% trong cuộc thăm dò của Viện Gallup cho thấy họ rất bực mình và bất mãn với con số di dân tăng lên 8% từ đầu năm 2021 cho tới bây giờ à, và con số này họ nói là không thể chấp nhận được. À, con số này được chỉ ra cho thấy là Joe Biden đã đổi những cái chính sách về di trú và trong đó họ đã nhiều người đã được dễ dãi hơn trong việc mà trở thành di dân bất hợp pháp tại Hoa Kỳ mất kể trước đó họ là di dân bất hợp pháp 35% nói rằng họ muốn có cái lượng di dân thấp hơn à, và so với 19% so với năm 2021 và cao nhất từ năm 2017 và 14% nói rằng họ muốn duy trì cái mức độ di dân hợp pháp ở Hoa Kỳ ở mức à, tương đồng với những năm trước trong đó thì à, gần như là chính quyền của Joe Biden kể từ khi lên làm nhận chức tổng thống thì ông ta đã hủy bỏ toàn bộ tất cả những chính sách di dân của cựu tổng thống trump à, thậm chí là ngưng lại việc xây dựng một số những cái bức tường biên giới và tìm cách à, hủy bỏ cái chính sách remain in mexico tuy nhiên thì à, những chính sách này của ông ta đã dẫn tới tình trạng di dân bất hợp pháp đã tràn ngập vào hoa kỳ và tình trạng mà di mức độ di dân mà trở thành hợp pháp tại Hoa Kỳ đã tăng lên 8% so với năm 2021. Đây được xem là cuộc thăm dò mới nhất cho thấy suy nghĩ của người dân Hoa Kỳ về tình trạng chính sách di dân của ông Joe Biden. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay. Và liên quan tới tình hình Á Châu ngày hôm nay, một ca sĩ tại Hồng Kông đã bị bắt giữ, bị cáo buộc là tội à, mỹ dân và có những cái hành động mà họ cho rằng rửa tiền và người ca sĩ này lại nằm trong phong trào hoạt động dân chủ tại Hồng Kông. Cảnh sát Hồng Kông hôm thứ ba bắt giữ một người đàn ông 41 tuổi và họ nói rằng đã có những cái hành động gây à, hỗn loạn trong dân chúng và rửa tiền. Theo tường trình của giới truyền thông địa phương cho biết người này chính là nam ca sĩ Tommy Wong. À, theo tường trình của cảnh sát Hồng Kông, họ đã sử dụng cái đạo luật an ninh quốc gia để bắt giữ người ca sĩ 41 tuổi này và trong đó họ nói rằng ông đã vi phạm đạo luật quốc gia khi có những cái lời kích động ở trên mạng xã hội để chống lại chính quyền của Hồng Kông. Theo tường trình của một trong những viên chức cao cấp của lực lượng đối lập là Tip Lee đã nói với thông tin viên. Tuy nhiên thì vẫn chưa rõ là ông Wong tức là ông Tommy dân là sẽ bị cáo buộc như thế nào. Ông Doan đã không lên tiếng cho biết như trên. Vào tháng 11 năm ngoái thì người ca sĩ này đã phát một bản nhạc ở trên cái mạng online với bản nhạc Liberate Hong Kong Revolution of Our Time. Tức là những bản nhạc và là cái câu khẩu hiệu mà người Hồng Kông đã xuống đường biểu tình từ năm 2019 chống lại cái luật dẫn độ của Hồng Kông và cái slogan này đã bị xem là có hành động được xem là đi ngược lại với an ninh quốc gia và Bắc Kinh đã áp dụng lên lãnh thổ Hồng Kông. Do đó, họ đã bắt giữ tất cả những ai treo những slogan này và kể cả những ai mà dùng những bản nhạc ca ngợi cái nền dân chủ của Hồng Kông đều bị bắt giữ. Đây được xem là hành động mới nhất mà cảnh sát Hồng Kông đã lợi dụng cái đạo luật an ninh quốc gia mà Bắc Kinh áp dụng lên lãnh thổ Hồng Kông để bắt bớ tất cả những nhà đối lập và bất đồng chính kiến với Cộng sản Trung Quốc ở tại Hồng Kông. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Á Châu ngày hôm nay. Cùng một lượt thì cái cuộc điều tra của IOC về vấn đề nhân quyền đã thiếu minh bạch và che giấu rất nhiều cho Cộng sản Trung Quốc. Một lời cáo buộc mới nhất của một số chuyên gia lên tiếng cho rằng bản báo cáo đưa ra ngày 19 tây tháng giêng của tổ chức IOC tức là quỹ ban tổ chức giải Olympic quốc tế cho rằng họ không kiếm được bằng chứng nào cho thấy rằng là giải Olympic diễn ra tại Bắc Kinh đã sử dụng những bộ y phục được sản xuất bởi những cái công ty đã sử dụng nguồn lao động cưỡng bức ở tại Tân Cương à, và trong đó IOC nói rằng họ đã không tìm thấy bằng chứng tuy nhiên thì nhiều chuyên gia và tất cả những nhà mà hoạt động về dân quyền lên tiếng và chỉ trích mạnh mẽ cái cuộc điều tra của ioc và nói rằng ioc đã thiếu minh bạch trong cái vấn đề mà điều tra này mà trong đó họ cho thấy rất rõ ràng là đã có những cái nguyên liệu cung cấp từ tân cương nơi mà các nhà tổ chức dân quyền lên tiếng và cho biết rằng là họ đã sử dụng cái nguồn lao động bất hợp pháp và cái nguồn lao động cưỡng bức uh, lao động và nô lệ ở tại tân cương À, lời cáo buộc này đã được đưa ra bởi tổ chức Human Rights Watch, à, tức là tổ chức à, nhân quyền có trụ sở đặt tại New York và liên minh chấm dứt các cái tình trạng cưỡng bức lao động đối với người duy Ngô nhĩ à, đã đưa ra trong bản statement ngày 14 tây tháng 2 các nhà hoạt động đã kêu gọi tổ chức olympic quốc tế là phải công bố toàn bộ cái cuộc điều tra và những chi tiết về cái việc mà cái nguồn cung cấp từ các cái vật dụng sử dụng trong giải olympic này mà họ biết chắc chắn rằng là đến từ những cái trại cưỡng bức lao động tuy nhiên giải olympic quốc tế tức là quỹ ban này đã từ chối và không có tiết lộ tất cả cái cuộc điều tra của họ và những cái nguyên liệu được nhập cảng từ đâu như thế nào để, để tạo ra những bộ quần áo, những cái skating tức là những cái sàn trượt dành cho các vận động viên. Đây được xem là một trong những cái cáo buộc mới nhất nhắm vào tổ chức ioc và cho rằng tổ chức này đã cấu kết với nhà nước cộng sản trung quốc để che giấu một số những cái sản phẩm đã được sản xuất ở khu vực tân cương nơi bị cưỡng bức lao động trên một triệu người Duy Ngô Nhĩ và bị thế giới xem là một trong những cái hành động nô lệ mới trong khi Hoa Kỳ xem đây là hành động diệt chủng đối với người Duy Ngô Nhĩ và người thiểu số Hồi giáo tại Tân Cương đó là bản tin liên quan tới tình hình ở Trung Quốc ngày hôm nay và cũng liên quan tới Trung Quốc ngày hôm nay một tờ báo Đài Loan đã công bố một đoạn video được uh, uh, tiết lộ ra từ ở Trung Quốc cho thấy là Bắc Kinh đã bắt đầu có những cái tìm thủy đỉnh mini mà hoạt động ở trên bờ sông Dương Tử và tin rằng những hoa những cái tìm thủy mini này có thể được à, thấy ra hoạt động trên eo biển Đài Loan một đoạn video mà phía truyền thông của Đài Loan tiết lộ là cho đó trong đó cho thấy là một chiếc tiềm thủy đỉnh đã trồi lên mặt nước ở khu vực bờ sông Dương Tử à, theo tường trình của phía Đài Loan cho biết và chiếc à, tiềm thủy đỉnh này được xem là một chiếc tiềm thủy đỉnh mini rất nhỏ à, được nghi ngờ là do chính PLA đã chế tạo chạy bằng dầu diesel và trong đó họ có khả năng là sẽ à, hoạt động ở trên vùng eo biển Đài Loan sau một thời gian được xem là hoạt động trên bờ sông Dương Tử để thử nghiệm. Đây được xem là một trong những cái phát hiện mới nhất của phía Đài Loan cho thấy Bắc Kinh đã thiết kế và chế tạo một số những cái tiềm thủy đỉnh nhỏ để có thể hoạt động trên eo biển Đài Loan và đang được thử nghiệm bởi cái công xưởng đóng tàu nằm dọc theo bờ sông Dương Tử. Tuy nhiên, những công xưởng đóng tàu này của Trung Quốc thường thường sử dụng những cái công nghệ, cái công nghệ, cái công nghiệp về dầu diesel nhiều hơn là sử dụng cái tiềm năng sử dụng nguyên tử ở trong các cái tiềm thủy đỉnh này. Tuy nhiên, phát hiện mới này đã cảnh báo với Đài Loan là Bắc Kinh có thể sẽ sử dụng những loại tiềm thủy đỉnh gọn nhẹ để đe dọa tới cái eo biển Đài Loan. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Đài Loan và của Trung Quốc ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới tình hình Á châu ngày hôm nay. Bắc Hàn đã chúc mừng sinh nhật cho nhà lãnh đạo Bắc Hàn giữa lúc mà quốc gia này đang đối diện với tình trạng nghiệt ngã khó khăn giữa mùa đông. Người dân tại Bắc Hàn đã đánh dấu cái sinh nhật thứ 80 của nhà lãnh đạo trước đó là Kim Jong-il tức là thân phụ của ông kim jong un trong một cái buổi trình diễn gồm có văn nghệ và kể cả bắn pháo bông ở ngoài trời để chúc mừng ở gần biên giới của trung quốc nơi mà các giới truyền thông của quốc gia này đã tường trình và cho rằng họ ủng hộ mạnh mẽ cho việc mà chính sách siết chặt về chủng ngừa của ông kim jong un mặc dù rằng quốc gia này đang đối diện với sự nghiệt ngã của mùa đông gây gắt đến tại đây cuộc chúc mừng này diễn ra giữa lúc trời tuyết rơi rất nhiều ở Bắc Hàn và trong đó thì con trai của ông Kim Jong-Il tức là nhà lãnh đạo đương thời là Kim Jong-un đang có những cái thái độ cứng rắn sau một thập niên cầm quyền tại Bắc Hàn và nhân nhân vật này được xem là nhân vật đang có một cái a, a, thái độ khá cứng rắn đối với lại phía của Hoa Kỳ và đang đối diện với cái lệnh cấm vận của phía Liên Hiệp Quốc cũng như là tình trạng đói kém tại Bắc Hàn đại truyền hình bắc Hàng cho thấy là kim jong un đã mặc một bộ đồ vét màu đen với cái cổ nhỏ theo kiểu trung quốc và bên ngoài khoác một cái áo măng tô mà trong đó thì ông ta đã đứng im để mà chào cờ trước khi mà cái diễn đàn và cái chương trình văn nghệ nhạc mừng sinh nhật của thân phụ ông ta diễn ra giới chức tại bắc Hàn cho biết cuộc chúc mừng lễ sinh nhật này là nhằm nhà củng cố cái quyền cai trị của ông Kim Jong Un và trong đó họ bày tỏ sự ủng hộ mạnh mẽ cho việc mà ông Kim Jong Un vẫn tiếp tục thử nghiệm các cái loại vũ khí để khẳng định về cái khả năng quốc phòng của Bắc Hàn. Trước đó thì phía Nam Hàn lên tiếng cáo buộc và Hoa Kỳ cho rằng Bắc Hàn đã vi phạm vào cái lệnh cấm vận và nghị quyết của Liên Hiệp Quốc khi họ có 7 lần thử nghiệm các cái vũ khí của họ bao gồm luôn cả vũ khí siêu âm thanh và tuyên bố rằng các hỏa tiễn đạn đạo của họ có thể bắn tới cái lãnh thổ của Hoa Kỳ Và phía Bắc Hàn dường như đang chuẩn bị rụt trịch quay trở lại cái chương trình vũ khí nguyên tử của họ Một điều mà phía của chính quyền Joe Biden và kể cả ông tổng thống của Nam Hàn là Moon Jae-in Đang kêu gọi Bắc Hàn là phải giảm đi tình trạng căng thẳng và tăng cường các cái việc mà thử nghiệm vũ khí của họ Trong ngày birthday của Kim Jong Il thì... Uh, phía Bắc Hàn cũng đã khoe khoang một số những cái hỏa tiễn đạn đạo mà do phía Bắc Hàn đã chế tạo trong đó mà họ nói rằng có khả năng bắn tới lãnh thổ của Hoa Kỳ à, trong khi đó thì à, người mà đứng đầu lập ra cái chế độ cai trị Hàn Quốc hiện nay là Kim Il Sung à, là ông nội của Kim Jong Un và là thân phụ của Kim Jong Il vốn đã thành lập nhà nước cộng sản Bắc Hàn từ năm 1948 và Kim Jong Un thì đã thay thế thân phụ của ông ta sau khi thân phụ của ông ta qua đời năm 2011 trong một cái hết attack tức là bị bị đột quỷ vì tim và trong ngày thứ tư thì các công dân Nam Hàn ở tại Bình Nhưỡng và trên cái ngọn núi Manchu đã bắt đầu rải bông cũng như là và phất lên những lá cờ của Bắc Hàn để bày tỏ sự ủng hộ tuyệt đối với chính quyền của Bắc Hàn đó là bản tin liên quan tới tình hình của Bắc Hàn ngày hôm nay. Và liên quan tới tình hình của Á Châu ngày hôm nay, Liên Hiệp Quốc đã lên án và lưu ý với Campos khi mà họ đã bắt đầu dừng lại cái dự án cổng Internet dành cho người dân và nói rằng hành động này là hành động cản trở quyền tự do Internet của người dân. Chính quyền của Campos trong ngày thứ ba đã trì hoãn việc mà giới thiệu một cái cổng Internet trên toàn quốc mà trong đó các chuyên gia Liên Hiệp Quốc cho rằng hành động này có thể sẽ gây tác hại rất lớn nghiêm trọng tới quyền tự do internet của người dân và trong đó là phía của Campuchia đã bắt đầu đặt ra những cái cổng này để giới hạn cái lượng sử dụng và kể cả cái nguồn cung cấp về bandwidth internet. Trong đó thì bộ trưởng đặc trách về viễn thông của Trung Quốc của bà Campuchia đã lên tiếng và nói rằng là cái hệ thống này sẽ được công bố ngày thứ năm. Tuy nhiên nó nó đã được tì hoãn lại sau khi có sự chỉ trích mạnh mẽ của cộng đồng quốc tế đây là cái cổng mà có thể kiểm soát cái à, dung lượng internet mà trong đó à, chính quyền campuchia có khả năng là cắt bỏ internet nếu cần thiết à, và người dân của campuchia sẽ không sử dụng và tiếp cận được internet nếu như bị kiểm soát bởi cái cổng này và việc này đã dẫn tới việc chỉ trích của các chuyên gia liên hiệp quốc và một số tổ chức dân quyền trên thế giới cho rằng chính quyền campuchia đang có những hành động được xem là ngăn chặn quyền tự do internet vốn đã được bổ túc và được à, điều chỉnh ở trong cái bản à, phổ cập về nhân quyền trên thế giới. Trước đây à, thì phía Hoa Kỳ và các quốc gia trên thế giới đã đồng ý quyền sử dụng internet là một quyền chính đáng của con người và nó đã được tu chính trong cái bản à, tuyên bố phổ quát về quyền con người được định nghĩa ở tại Liên Hiệp Quốc. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Campuchia ngày hôm nay. Và liên quan tới tình hình của Việt Nam ngày hôm nay Đầu tiên hết là tuy rằng Cộng sản Trung Quốc đã mở cửa một phần nào Nhưng gần 2.000 container mặt hàng xuất cản của Cộng sản Việt Nam Vẫn tiếp tục bị kẹt ở cửa khẩu Lạng Sơn Bản tin mới nhất từ phía của Cộng sản Việt Nam cho biết rằng Tính đến ngày 16 tây tháng 2 Có khoảng gần 2.000 cái xe container Vẫn đang nằm chờ và không qua được cửa khẩu ở Lạng Sơn Trong đó gần như 82% là mặt hàng nông sản. Theo tường trình cho biết thì phía Trung Quốc vẫn giới hạn và hạn chế rất nhiều. Mỗi một ngày chỉ có khoảng 100 cho tới 120 chiếc xe được di chuyển qua lại ở phía Trung Quốc và trong đó thì Bắc Kinh đều nhân danh là zero covid để mà cản trở các cái mặt hàng xuất cản của Việt Nam qua cái thị trường của Trung Quốc nhằm trừng phạt cộng sản Việt Nam đang có ý định là chống lại cái quy tắc COC do Trung Quốc đưa ra với khối ASEAN đây được xem là một trong những cái biến chuyển mới nhất liên quan tới tình hình xuất cảng của Việt Nam qua thị trường Trung Quốc và trong đó gần như họ đang lệ thuộc rất nhiều về việc xuất cảng nông sản của Việt Nam qua thị trường Trung Quốc đó là bản tin liên quan tới tình hình của Việt Nam ngày hôm nay và cũng liên quan tới tình hình của Việt Nam ngày hôm nay tránh né không dám sử dụng chữ đình công toàn bộ báo chí của Cộng sản Việt Nam. À, bao gồm luôn cả những tờ báo lớn nhất của cộng sản việt nam dưới sự chỉ đạo của ban tuyên giáo trung ương đã đổi chữ nghĩa và biến các cuộc đình công của à, công nhân là cái gọi là ngừng việc tập thể thay vì họ gọi đây là đình công trong bản báo cáo mới nhất cho biết là tổng cộng có tới 28 cuộc đình công đã xảy ra trên 11 khu vực ở tại việt nam tuy nhiên thì à, do e ngại chữ đình công này à, tức là chữ à, à, strike này nó sẽ ảnh hưởng tới cái quyền lực cai trị cho nên ban tuyên giáo trung ương đã ra lệnh cho tất cả các cơ quan truyền thông trên toàn quốc là không được phép sử dụng chữ đình công mà họ phải dùng một cái cụm chữ khác là ngừng việc tập thể một cái chữ rất là khó hiểu và người dân việt nam lại không có hiểu nhiều về cái chữ này đây được xem là một trong những chính sách mới nhất của cộng sản việt nam nhằm tránh những cái chữ mà họ cho là nhạy cảm có thể ảnh hưởng tới quyền lực cai trị xưa nay báo chí cộng sản việt nam vẫn thường đẻ ra những cái chữ mà không giống ai để tránh né cái văn hóa của người việt miền nam việt nam và tránh né cái nền văn hóa chữ nghĩa và ngôn ngữ của người miền nam việt nam họ không dùng tới những chữ này và nay vì nghiêu nhu cầu à, an ninh quốc gia và bảo vệ cho quyền lực của kẻ cai trị họ tránh luôn chữ đình công, không dám chữ dùng chữ đình công dành cho cuộc đình công của các công nhân mà họ gọi là ngừng việc tập thể, đó là cái ngôn ngữ mà cộng sản đã đưa ra à, trên mặt báo chí trong thời gian gần đây. Và cuối cùng, liên quan tới tình hình Việt Nam ngày hôm nay lại có thêm dự án mới có thể chấm mút được từ bộ gọi là lao động xã hội khi đề nghị là sẽ hỗ trợ thêm 6.600 tỷ đồng cho những người lao động và 3 tháng tiền ở trọ. Đây là một trong những cái đề nghị từ cái gọi là Bộ Lao động Thương binh và Xã hội của Cộng sản Việt Nam. Trong đó họ đề nghị là chính quyền là Cộng sản phải xuất xuất kho bạc thêm hơn 6.000 tỷ đồng Việt Nam để hỗ trợ cho những người lao động ít nhất là 3 tháng tiền nhà. Đây được xem là một trong những cái đề nghị và trong đó à, họ nói rằng mỗi một người sẽ nhận từ 500.000 đồng một tháng và tối đa là 3 tháng với điều kiện là họ phải làm việc ở các khu công nghiệp, chế xuất và vùng trọng điểm kinh tế. Trong khi đó tiền thuê nhà 500.000 này không tới bao nhiêu. Mục đích của Cộng sản Việt Nam là tìm cách chiêu dụ tất cả những người lao động quay trở về những khu công nghiệp và những khu được gọi là kinh tế trọng điểm để mà hỗ trợ tiền thuê nhà chỉ có 3 tháng là một triệu rưỡi mà thôi. Có nghĩa là mỗi một tháng chỉ được tối đa, tôi nói là tối đa 500 ngàn đồng. Trong khi tiền thuê nhà ở những nơi này vài triệu đồng thì không biết số tiền còn lại sai biệt cộng với lương thấp như vậy thì công nhân lấy gì mà sinh sống. Do đó, Cộng sản đã đưa ra cái chiến dịch thứ nhất là dự án để chấm mút của Bộ Thương minh Xã hội Thứ hai là tìm cách chiêu dụ các công nhân quay trở lại làm việc sau thời gian Tết và đại dịch đã được giảm đi. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Việt Nam ngày hôm nay. Và đó cũng là bản tin sâu cùng trong phần tin thời sự buổi sáng ngày hôm nay. Cảm ơn tất cả khán thính giả rất nhiều cho bản tin này. Phong sẽ trở lại cùng tất cả khán thính giả ở khắp nơi trong chương trình Hiêu Tên Nhật Ký vào buổi chiều. Xin quý vị và các bạn nhớ đón nghe và theo dõi. Mến chào mọi người. Bye bye.